mời ông, mời ông bà vậy thế này chứ là... cô cháu đi mô hắn đang ăn đâu vậy à, đang cho ăn á. Dạ vâng. Ông có đi được không? Không đi được. À dạ. Yeah. Có đi được thì chẳng phải ngồi xe. Ủa lắm. Chờ trên cơm này. Chưa. Ờ, tí. Ê tôi ăn không phải ăn tầm mày rưỡi. Đi gì là đi chợ là hơi tối. Hả? Đi chợ là hơi tối. Ăn cơm nhau đi mà. Đi ra nhà bà tí xong mới quay lại đây. Yeah.